Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 4, tại khu dân cư bản Cùi Tờ, thuộc khu chợ Nậm Cùi, xã Nậm Cùi, huyện Sìn Hồ, Lai Châu, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ 3 kho chứa hàng và 3 cửa hàng kinh doanh tạp hóa, xăng dầu của người dân. Theo ông Đồng Văn Liệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ cho biết, đám cháy xuất phát từ một cửa hàng kinh doanh tạp hóa, sau đó lan ra các hộ kinh doanh và kho hàng liền kề. Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân cùng giáo viên, dân quân xã với gần 100 người đã trực tiếp tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do các ngôi nhà và kho hàng đều là các vật liệu dễ cháy, trong đó có cả xăng dầu nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh. Trong khi đó, các phương tiện để chữa cháy chủ yếu là vật liệu thô sơ như xô, chậu và nguồn nước ở xa nên khi dập tắt lửa, toàn bộ 6 ngôi nhà đã bị cháy hoàn toàn. Rất may khi xảy ra hỏa hoạn, người dân đã phát hiện sớm và kịp thoát ra ngoài nên không gây thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục hỗ trợ các gia đình thu dọn đồ đạc để ổn định cuộc sống và điều tra nguyên nhân gây cháy. Bên này cháy vào rồi, bên này cháy vào rồi, cháy vào rồi, nhung cháy vào rồi, cả nhung cháy vào rồi, ơi cháy vào rồi. Bao đài phải không?